Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì mình gửi cô chú chị hình ảnh của con cái kem ha. Đó thì nói chung thì con này thì F1 kiểu móng nuôi nè cô chú chị. Đó từ tướng tá cấp mình xương sóc nè. Đó thì bò này lũng khoảng 6 tháng rưỡi tuổi cô chú chị. Đó chiều cao là 1m12-13 bò. Đó thì con bò này chủ nhà bán giá là 12 triệu. Đó 12 triệu là bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn ha, trong vòng 28 số. Đó thì bà con mình thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ em. Đây, nhưng mà nói chung thì nó là dòng F1 của chú chị. Nó là dòng để mình làm giống sinh sản ha. Con này thì nói chung thì qua to, đích nở, dây nở nè. Rúng thì rúng chiền luôn. Đó, chân móng là chân móng sò luôn. Tướng tá rất đẹp của chú chị. Đó, em nói chung con bò này cái giá 12 triệu. Nói chung thì bằng tiền B luôn. Đó, 12 triệu bao ship là bằng tiền B luôn. Đây nè. Đó, tướng tá cấp mình nè, của chú chị thấy không? Đây, chân móng nè. Chân móng là chân móng sò, xương sóc thì rất to ha. Rúng thì rúng chiền. Đó, rúng thì rúng chiền. Đây cái đít của nó nè chú anh chị nè, qua nè. Đó lưng lưng đôi nè, thấy không, đít nở dây nở ha. Em nói con bò này cái giá nói chung thì rất yêu thương luôn của chú anh chị. Đó thì bà con mình muốn mua về để làm giống sinh sản á. Đó xe lưng nè, xe lưng thì nghiêm chỉnh ha. Con bò này thì xe lưng xe mặt nghiêm chỉnh của chú anh chị. Đó xe lưng xe mặt nghiêm chỉnh ha. Đầu thì đột trụi, em nói tướng tá thì đít nở dây nở nè. Đó tướng tá cấp mình nữa nè. Đó tướng tá cấp mình rất đẹp luôn. Đó 12 triệu. Đó 12 triệu là bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn, trong vòng 28 số. Đó thì bà con nào thích ưng thì cứ liên hệ số điện thoại ở trong hình. Đó, em nói chung thì nó là dòng F1, dòng con này thì mẹ nó là dòng bô xin nha cô chú chị. Đó bô xin ha. Đây, qua to cái đuôi lớn. Đó, vú nè. Vú thì 4 vú nè cô chú chị. Đó vú thì 4 vú ha. Đây. Đó đít nở dài nở nè. Tướng tá là không chê luôn. Con em lấy con bò này. Đó. Tướng tá cấp mình nè, cùng dạo nè. Đó nó nói chung là dòng F1 để làm giống sinh sản. Đó thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua về để mình làm giống sinh sản ha. Nói chung trước khi hình cái thương lượng giá cho bà con mình hết rồi. Đó bò thì cao chiều cao là 1m12-13 bò của chú chị. Đó chiều cao là 1m12-13 bò ha. Đó, tướng tá cấp mình nè. Đó. Mẹ nó là dòng bô xin nên nó là xương sóc nó rất to. Chân cẳng nè. Chân móng chân móng sò, xương sóc rất to luôn của chú chị. Đó thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua về để mình làm giống sinh sản ha. Đó thì nói chung mình tức khi hình em cũng thương lượng sắp giá cho con mình hết rồi. Đây con này nói chung thì tướng tá rất lượng thực là rất nở dây nở. Nó qua thì qua to. Đó thì bà con nào ưng thì mình xem tới xem lưu cho kỹ đi. Đít nó đít dai nè, dai là dai đôi. Con bò này nói chung thì để làm giống sau này lên tàn lớn lắm cô chú chị. Nó lên tàn lớn lắm. Đó thì hình ảnh về giá cả của cái kem này thì em gửi đến đầy đủ cho chú chìm rồi. Đó, để bây giờ tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay. Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì mình gửi cô chú chị hình ảnh của con cái siêu ha. Đó thì con này thì được 7 tháng tuổi nè cô chú chị. Đó chiều cao của nó thì dao động 1m19-1m2 bò. Nhưng mà nói chung thì nó là dòng F1, dòng để làm giống sinh sản là khỏi chê luôn cô chú chị. Đó bò thì chân móng hoàn thiện ha, không ổ xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng con cái siêu này thì cứ liên hệ số điện thoại để tụi mình hình. Đó thì con cái siêu này anh chủ nhà bán giá là 13 triệu 500. Đó 13 triệu 500 là bao ship cho cô chú chị mình tới nhà luôn trong vòng 28 số ha. Đó thì bà con nào thấy ưng đó thì mình xem tới xem lưu cho kỹ đi. Đó nói chung thiệt ưng mình hãy mua ha. Đó thì nói chung là trước khi hình em cũng thương lượng xét giá cho bà con mình hết rồi. Đây con này thì nói chung thì dòng F1 nha cô chú chị. Qua thì qua to, lông nhuyễn qua to ha. Đây, chân móng thì chân móng sò. Đó tướng tá cấp mình nè cô chú chị. Đây đó mặt mày nè, xe mặt thì nghiêm chỉnh, hang đầu thì trầu trụi. Đó xe lưng thì nó hơi chòm dai cô chú chị. Đó phần chân trước nè. Đây rúng nè. Đó chân sau nè, chân móng là chân móng sò ha. Đó tướng tá cấp mình. Đó thùng dạo. Đây. Đó lưng nè cô chú chị. Đó lưng nè. Đó thì con bò này nè, lúc nhỏ nó cũng bị dính mục hay một viêm da đó nhưng nó hết rồi. Đây cái lưng của nó tóc mài hết rồi nè. Đó có mấy mục à.
Đây hoa nè cô chú chị. Đó hoa thì hoa to ha, hoa thì hoa to. Đây vú nè. Đó vú thì 4 vú nè, vú thì 4 vú ha. Chúng ta cấp mình nè. Đó giá là 13.500. Đó 13.500 là bao ship cho cô chú chị mình tới nhà luôn, dòng 280 số. Đó thì bà con mình thấy giá cả hợp lệ thì mua về để mình làm giống sinh sản nha. Đó, tướng tá cấp mình thùng dạo, nói chung thì những con bò cái để làm giống sinh sản thì những con bò thùng dạo như vậy nè cô chú chị. Đó rẻ rất sai nên chung thì nó rất mát sữa ha. Đó tướng tá là thùng dạo đồng chuẩn không. Đó thì con chung nói chung thì con bò này cái giá muốn bằng tiền bê luôn à. Con nó dòng bò siêu. Đó, nó là dòng Angus siêu đỏ. Đó tướng tá cấp mình nè. Em nó cái giá con bò này cái giá thì rất tuyệt vời luôn cô chú chị. Đó thì bà con nào ưng thì mình sẽ tới cho lưu cho kỹ đi. Chiều cao là 1m19 tới 1m2 bò. Nó 1m19 tới 1m2 bò. Tướng tá thì đó, tướng tá thì rất đẹp luôn. Lông da bóng dọn ha. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng con bò cái siêu này thì liên hệ số điện thoại để tường hình. Đó thì nói chung thì hiện tại em đang có chiếu vào về Sóc Trăng cô chú chị. Đó với ở Đắk Nông ha. Đó với Tây Ninh. Đó thì bà con nào ở mấy vùng đó, mấy vùng lân cận thì em sẽ gấp xe luôn, bà con đỡ tiền chiếc xe. Nó hoa to cái đuôi lớn nè, tướng tá cấp mình thì rất lỏng lẻn luôn cô chú chị. Đó, đó thì em kinh thương nuôi bò Bến Tre phát sóng lúc 12 giờ trưa và 7 giờ tối một ngày. Đó thì bà con nào muốn mua bò vô béo bò anh sản còn 20 giờ có ưng thì điện cho em ha. Đó tướng tá cấp mình. Đó thì đó giá là 13.500.000. Đó 13.500.000 giá này thì chốt luôn, không còn thương lượng nữa nha cô chú chị. Rồi để bây giờ tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay.